Bây giờ tôi sẽ chạy về thành phố Pleiku. Đoạn đường từ miếu thờ đoàn cựu chiến binh bị tai nạn tới thành phố Pleiku là 178 km. Thôi, tạm biệt các đồng chí. Tôi tiếp tục hành quân về Pleiku. Đấy, một xe đang lên này. Đấy, thực ra đường không nguy hiểm đâu, nhưng mà như tôi đã nói rồi, lái xe mà chỉ một giây, một tích tắc thôi, chủ quan và không tỉnh táo là dễ bị lắm, tức là không tập trung. Và tôi thường ví giống như thủ môn bộ đội bóng ấy, không tập trung một cái là thủng lưới thôi. Cho nên là đi đèo, đặc biệt là đèo dốc và nguy hiểm ấy, thì càng phải tập trung và chú ý, hết sức tập trung, không lơ là, không nhìn điện thoại, không có cái gì hết, tập trung vào tay lái thôi, vào mặt đường thôi thì sẽ không sao. Tất nhiên nó phải kinh nghiệm nữa, nhiều bạn trẻ chạy ở mùa mầm ấy, cái lúc mà đường thẳng đường dễ chưa chắc là dám chạy, nhưng mà cứ vào cái chỗ khó thì các ông lại cứ mùa mầm ấy, là nguy hiểm lắm. Và bây giờ là cầu Đắc Nên đấy, bây giờ chỉ còn 9,6 km nữa là hết đèo rồi. Trạm dừng kiểm tra kỹ thuật xe rất cẩn thận, thỉnh thoảng có mấy cái trạm có cái bãi đất trống rộng để mọi người kiểm tra xe cộ trước khi lên dốc hoặc là xuống dốc. Như vậy là vừa mới nói chuyện với một anh cán bộ lâm nghiệp, bạn ấy dừng lại xem mình bay flycam và hỏi giá. Mình bảo cái này hơn 20 triệu thôi. Về nói thủ trưởng đơn vị mua mấy cái để mà bay kiểm tra rừng. Bạn bảo bọn em có rồi, có một cái to lắm, hơn 100 triệu cơ. Và thế tốt quá. Mình có hỏi thăm bạn ấy là cái chỗ vị trí tai nạn của cái đoàn cựu chiến binh Kim Liên này thì năm 2005, 2005 ấy thì cái chất lượng đường như nào. Bảo cơ bản cũng như bây giờ anh ạ, chỉ có cái hàng rào lan can ấy thì nó chưa chắc chắn và chưa chưa chắc chắn như bây giờ thôi, chứ còn lúc đó thì cũng có, nhưng mà nó đơn giản, chỉ là cây sắt chạy dọc theo thôi. Chắc là đổ đèo không vào cua được thì lao thẳng luôn xuống vực luôn. Đấy, bây giờ hộ lan ấy, người ta làm chắc chắn lắm, cột dày đặc và sau đó là dùng những lớp cao su để chồng vào giảm chấn. Đây là cầu km 1429. Như vậy là cái đèo này có 2 lần lên và 2 lần xuống các bạn ạ. Sắp tới Đắc Lây rồi. Đắc Lây là một cái thị trấn ở trên đèo phía Kon Tum. Đấy, bắt đầu vào thị trấn Đắc Lây, tỉnh Kon Tum. Thị trấn Đắc Lây đây các bạn ơi. Hoa ban tím quá đẹp luôn. Kon Tum còn 102 cây nữa các bạn ơi. 2 tiếng nữa. Lâu lâu có một cái đoạn đường đẹp chạy nó cũng cảm thấy nó hứng khởi, nhất là sau khi đã vượt qua một cái chặng đường là tương đối vất vả, ví dụ như là vừa ấy vượt đèo Lò Xo chẳng hạn, xong rồi gặp một cung đường đẹp mình cảm thấy như là được thưởng ấy, khoái. Thì có một con sông này, sông này mà mùa mưa lũ là chắc là lớn lắm đó, tại vì cái bãi cát bên kia nó rộng bên kia là mùa này thì đang cạn nước. Về đến đây là bắt đầu thấy các cái trụ tua bin của điện gió, những cái cột tua bin ấy hay là gọi là trống trống. Tây Nguyên này như mấy tỉnh triển khai cái điện gió rồi, phong điện. Không biết có hiệu quả không mà người ta trồng nhiều lắm. Và ở đây cũng bắt đầu trồng cao su rồi. Đất Kon Tum và Gia Lai thì nó là thủ phủ của cao su. Đây là xã Đắc Dục các bạn ạ. Là lần đi lên năm ngoái là tôi có ghé ngủ ở đây đấy. Xã Đắc Dục này là thuộc huyện Ngọc Hồi của tỉnh Kon Tum. Các cháu học sinh đi học về. Bây giờ là 11 giờ 28 phút, đúng rồi, các cháu tan học đúng rồi.
Năm ngoái đi là nghỉ ở cái nhà nghỉ ở bên tay trái này. Linh Quyên, đúng rồi, Linh Quyên. Vừa dừng để thay cục pin máy Action 3 các bạn ạ. Tranh thủ uống nước luôn. À, đi tới Ngọc Hồi chỉ còn 5 cây nữa thôi. Và sẽ tới đó ăn cơm luôn các bạn ạ. Nhờ những cái dốc đúng luôn. Đây là rẽ đi cửa khẩu Bờ Y à. Đấy, nếu có thời gian đi sang Lào là đi đường này đấy. Huyện Ngọc Hồi, kính chào quý khách, quá đẹp luôn. Vào Ngọc Hồi cái là gặp cái vòng xoay lớn. Bên phải là trung tâm hành chính huyện Ngọc Hồi. Ta đi thẳng rồi. Ngọc Hồi vẫn còn 3 cây nữa cơ mà. Vào đến trung tâm. Đấy, thị trấn Ngọc Hồi đấy. Từ trên cao nhìn xuống nhá. Mà thị trấn của nó hình như là Pleikon như sao ấy. Đấy, đây là trung tâm của Pleikon đấy này. Là của huyện Ngọc Hồi đây này. Đi cửa khẩu Bờ Y 14 km. Con Tum còn 60 km nữa. Rẽ trái. Đang đắn đo xem có nên đi vào chỗ một tiếng gà gáy ba nước nghe thấy không nhỉ? Theo các bạn thì như nào? Thôi để lại một điểm. Lần sau còn đi, có khi lên đây để tham quan đây thôi chứ. Trời ơi, ra hết Pleikon mà không thấy có quán cơm nào nhỉ? Chắc lại phải cơm xe tải rồi. Đấy, và đây ăn cơm nè. Quán cơm này hơi to đấy. Ta xin dĩa cơm gà kìa. Gà. Có rau gì không em? Có rau bí xào. Hả? Rau bí xào. Rau bí xào cho luộc được không? Tiếp tục hành quân, cơm trưa Ngọc Hồi. Kêu gà nhưng mà không dám đụng một miếng tại vì cô bán hàng nói là em vừa mới xới mỡ rồi mà đáng sợ mỡ. Thành ra chỉ ăn cơm ít gà và mấy cây, mấy cọng rau bí xào, tỏi. Không sao. Nhưng mà nắng đẹp và đường đẹp như này thì ok. Đường Hồ Chí Minh, km 1497. Vẫn là đường Hồ Chí Minh. Và đây từ Đắc Tô còn 11 km nữa. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì cái khu vực Đắc Tô, Tân Cảnh và Ngọc Hồi này là một cái chiến trường cũng khốc liệt đấy. Việt Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa thì cố gắng ngăn chặn cái đường tiếp tế vào phía Nam, mà đặc biệt là khu vực này bắt đầu từ đường Trường Sơn xuống này, rồi từ phía Lào sang. Do đó là cũng là cái nơi mà là Việt Nam Cộng Hòa là phòng thủ ở đây rất là chắc chắn. Đây là di tích lịch sử quốc gia đường Hồ Chí Minh, chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972. Đây là cái bia di tích lịch sử chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Có ghi rõ cả lực lượng của ta này, rồi các thành tích đạt được trong cái chiến thắng này. Quần nhau khá là ác ấy. Phía bên kia thì có nguyên cả một cái nhà, đấy, nhà này là nhà truyền thống này. Còn đây có cục đá này khắc lại là di tích quốc gia đặc biệt, địa điểm chiến thắng Đắc Tô Tân Cảnh. Ngày xưa quả đồi này là chiến trường luôn mà. Đây là gọi là chiến trường xưa mà các đồng chí cứu chiến binh đi cái xe của phường Kim Liên ấy là quay lại đây đấy. Đấy, chúng ta đang ở trên quả đồi mà chiến thắng Tân Cảnh, Đắc Tô Tân Cảnh ấy, để đi xuống đây đấy. Đây là Đắc Tô này. Năm 72 mà Đắc Tô mà không giữ được thì 75 là Bùi Thuật thất thủ là đúng rồi. Thị trấn Đắc Tô. Về cơ bản là các huyện ấy, và các cái thị trấn là huyện lỵ thì mang cái tên huyện.
nhưng mà cũng có những cái huyện một tên, nhưng mà thị trấn cho trung tâm thì lại là khác. Ví dụ như là huyện Nam Giang và Tống Quang Tam Ngủ ấy thì là huyện Nam Giang, nhưng mà thị trấn trung tâm của nó lại là Thạnh Mỹ. Nhưng mà còn thì thị trấn Đắc Tô này thì là huyện Đắc Tô luôn, thì đa số là như vậy. Đoạn đường này chia làm hai nhánh, hay quá, quá đẹp luôn, mỗi bên hai làn. Cầu Diêm Bình, chắc là chào đón mình trở lại Tây Nguyên. Lại một cung đường đẹp. Tôi thích là con đường thì có những hàng cây đẹp. Đấy, đường đẹp thì lại có cái biển báo đấy, thường xuyên xảy ra tai nạn. Càng đường đẹp càng phải cảnh giác, đó là nguyên tắc. Đấy, xe điện rồi các cháu nhau ra, rồi những ông xe rượu nhau ra là nguy hiểm lắm. Đây là thị trấn Đắc Hà của Kon Tum các bạn ơi. Sắp tới Kon Tum rồi. Đây có cái vòng xoay này, có cái bức tượng Hùng Vương. Đây là đường Hùng Vương của Đắc Hà luôn mà. Thành phố Kon Tum, thành phố Kon Tum kính chào quý khách. Đấy, cùng chào Kon Tum đây. Vào tới Kon Tum rồi các bạn ơi. Giờ tìm đường đến nhà thờ gỗ nha. Đây tới nhà thờ gỗ còn 8 cây nữa cơ. Tính đi măng đen nữa nhưng mà 60 cây mệt quá, nắng này. Để dành lần sau đây. Trời ơi, cái xe bị đổ cái gì đây? Cháy điều, quả điều. Đi Pleiku là đi thẳng, nhưng mà không biết là đi nhà thờ gỗ thì đường nào. Lại phải nhờ Google thôi. To quá, Kon Tum bây giờ quá lớn luôn. Sắp tới rồi các bạn ạ. Ôi, cái cây này đẹp quá nhỉ, dây leo vàng. Đây là đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum. Hình như đây rồi, đấy đúng rồi. Rẽ phải. Đây, nhà thờ gỗ đây rồi. Nơi để xe. Rồi, để xe đây. Nhà thờ rất nhỏ nhưng mà khuôn viên thì quá rộng luôn. Nhà thờ chính tòa giáo phận Kon Tum. Nhà thờ nhỏ nhưng mà là chính tòa luôn đấy. À, đây là một cái thánh đường thôi. Khi mà giải phóng và tôi vào Tân Sơn Nhất ấy, cũng cái bàn, cái ghế kiểu này nhưng mà không có cái đằng sau để người ta quỳ lên á. Ồ, quá lớn luôn. Hai chiều. Như vậy là ba chiều, 1, 2, 3. Đây chắc là các buổi lễ tổ chức ở đây. Và đây là khán phòng chính này. Ngoài ra thì bên này thành một cái chữ T. Tất cả là bằng gỗ hết. Gọi là nhà thờ gỗ mà. Đây, những cái cột này là bằng gỗ này. Gỗ hết phải không anh? Cái này chắc là 100 năm tuổi chứ anh? Hơn luôn à? Và hơn 100 năm. À, đây này, cái bàn là phải có những cái này để người sau người ta quỳ này. Quỳ lên cái. Nhưng mà hư hết rồi sao ấy? Dưới này không có này.
À, lật ra được, lật ra được. À, lật ra được chứ mình tưởng là hư. Đây này. Đấy, đằng sau là quỳ vào đây, lật ra này. Đấy. Rồi bình thường là xếp lại. Đây là cửa chính của nhà thờ này. Vì nhà thờ này nằm trong cái không gian cổng chiêng của Tây Nguyên cho nên là đây nhà thờ cũng có một dàn cổng chiêng. Đây là nơi mà ca đoàn ngồi để ca. Đây có hai cái đàn organ. Nhà thờ này hơn 100 năm tuổi rồi. Tất cả làm bằng gỗ hết. Tạm biệt thành phố Kon Tum. Bây giờ tôi sẽ chạy về thành phố Pleiku các bạn ạ. Từ đây tới Pleiku sẽ là 50 km. Trời ơi, tập lái xe to này, xe khách. Lái xe buýt đấy. Đúng là Kon Tum bây giờ không đùa được. Cũng phát triển rồi chứ không như ngày xưa đâu. Đấy, cây tỉa tót đẹp chưa? Nhưng mà cây là cái tự nhiên mà cứ ép nó phải hình này hình kia thế mệt quá. Có thủ trưởng thì thích cây hình tam giác. Có thủ trưởng thì thích hình vuông luôn. Thủ trưởng ở đây thích cái nhiều tầng. Thôi cứ phải chiều ý sếp thôi. Sắp hết thành phố Kon Tum rồi. Đổ xăng, đổ xăng, đổ xăng. Cho mình đổ đầy cho mình cái. Giờ về tới Sài Gòn à? Ừ. Rồi, đổ xăng rồi. Đây mới là cổng chào của Kon Tum này. Bye bye, see you again. Chúng ta vừa đi qua địa phận, cái biển báo là địa phận Gia Lai rồi các bạn ạ. Đấy, bây giờ là bước chân sang Gia Lai rồi. Và tới Pleiku thì chỉ còn 30 cây nữa thôi, 35 cây. Vừa bị con thổi các bạn ạ. Nhưng các đồng chí thông cảm thôi. 72 km. Tức là tốc độ là 72 km/h. Đồng chí là còn chê mình là đi không đúng đường. Tức là không đi đường Hồ Chí Minh. Bị sai đường và đi lên Arang. Hầm Arang Arang này kia. Mình cứ cười thôi. Có lẽ sắp vào đến Pleiku rồi. Pleiku 6 km. Ôi, đây là ngoại ô Pleiku rồi, hình như có cổng chào kia. Đúng rồi, thành phố Pleiku kính chào quý khách. Xin chào Pleiku. Vào thành phố rồi, từ từ thôi. Xin chào Pleiku. Bây giờ lại có một nhiệm vụ đó là tìm khách sạn. Đây chắc là trung tâm của thành phố Pleiku rồi. Thành phố quá lớn rồi. Trời ơi, nhìn con dốc này, đúng là phố núi. Đấy, thành phố Pleiku đấy các bạn ơi. Trời có cái máy bơm bê tông kia cao. Quá nhiều khách sạn lớn. Rồi dừng đây tìm khách sạn đã các bạn ơi. Rồi tìm cái homestay
Lake View, tức là view hồ. Lake View. Ôi sao đóng cửa này? Vâng đúng rồi. Ở bên này à? Tức là không phải nhà này à? À hai bên là một à? Ok. Chạy vào trong luôn à? Chạy vào chỗ nào anh? Ôi sâu tút vào trong kìa, lớn nha. Bánh này, đồ chơi này, đi để phải mang nhớt đi để xịt sên này. Nó kiểu gì lọc? Không phải, cái này là nhớt làm bảo dưỡng sên thôi. Rồi cho phòng nào đây? Dạ, phòng trong này. Nha. Đâu ra nào? Ai dạ, dạ, không sao thì cứ để đó đi chị. Ừ, rồi hay quá, một mình phòng. À, có cái bàn để tối làm laptop tốt rồi. Dạ.